Chị chi đâu vậy? Chị đang cỡ mấy mà không sợ vậy, không sợ vậy mà sợ đau. Đừng qua chị nha bác. Dạ, siêu mổ chi nè. Ờ, đó, sân lên thành u bà đạo đó. To vậy đó hả? Ừ. Bị nhiều lắm. Em đứng ăn thịt gà. Này, chưa chứ nằm yên. Cái con đau đau đau, đau quá, thôi nặng nách đi, đừng nặng bụng nữa chị ơi. Đau. Cái nách đau. Đi đây. Ừ, đưa nách ra. Cái bụng đâm vô một phát là giảm nó ra. Trời ơi, cứu tôi. Nách quá trời luôn nè. Hơn đúng được không hay là em qua bên đây nè? Được quá chị. Em nghiêng người qua bé đó. Nghiêng người qua bé đó. Nghiêng cái người qua luôn á. Nghiêng người qua. Nghiêng cái người đó. Nó mới dài dài, nó thụt quá đi. Đau thiệt bự. Thì cái nách nó đau, cái bụng nó chả, mấy cục bên nó chả, chứ không phải nó đứng chỗ rồi mình dễ bóp nha. Đó à, đừng có thụt nha. Ừ. Nó đẹp. Thì nhiều em thấy mà em cũng thấy. Mà em chịu đau kém lắm. Bữa trước này nước mắt chả giờ. Mà nặng ra là bữa sau nó hết cái chỗ đó không? Nó lây lẹ đó chị. Nó bị điên trước đó chị. Hà nát luôn, phải một nát. Nói chung là toàn người. Cái đây là nó già rồi nè. Nó già rồi nó mới được như vậy. Đã giờ. Ừ, cái đây là giờ còn cái kia nó mới lên nè, bơ sữa đó đó. Nghiêng cái người em qua, giỏn cái tay em ra, thẻ cái tay nhiều lắm. Người bóp nó chạy khó bóp lắm, bóp đầu này chạy đầu kia đó. Nách đã đau hơn hả? Nín thở gồng mình. Có lắm ra. Không đau. Đau do chị bóp á. Giờ nó chạy quá nhìn chị rón gì bóp. Thấy nha. Nó lượm nha. Sợ đứng bên kia nó bị khóc nó tụt. Mong chị cũng quắc được đi. Đúng đúng, nằm im nằm im. Tao quay gì lì ơi. Nó định ra cái bạc luôn nè. Ừ. Cô cái cục nè, nó ra được cái bạc luôn nè. Cực đơn là hết luôn á. Ừ, nó ra cái bạc. Mấy cục đây mấy cục máu. Mà nó biết nè mà không dám hỏi nó. Nó đau, chịu đau được á. Ừ. Biết nó sợ đau nên ít khi dám hỏi á. Chứ lũ lét rồi. Sợ. Chứ mạng có mạng mụn bình thường. Chứ cái bạn với chị là có. Chứ bạn luôn hả? Ừ. Nhiều học lắm rồi là thấy rồi. Đòn lên quá trời luôn, đòn lên xíu 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 luôn.
Cái này đúng mà Yuna luôn hả? Ừ. Bà với mua Yuna. Không, giống bơ bữa ăn bên trái. Nó trả lời chị bóp tao chị. Nó trả lời ha. Đau nhất cái nách quá. Nó mỏi luôn cái cơ chỗ này luôn á. Cho em cầm đó. Thở tay ra thẳng tay ra xíu. Cái này nó dùng của ta khó bóp quá. Cục đen dò này nè, con xuống đây đừng có thuộc nè. Ui, con đen dò. Mấy cục dò lấy không đau. Ừ. Đây má. Không ngứa không chi hết chị. Chỉ có là đừng có để hắn bị sưng lan, bạc mổ bự ra là phải mổ thôi. Một hôm nay có ta rơi những ghê thì không. Thẻ nó ta là xin nữa nó dùng nó nắp nó lúc thẻ nó nữa. Rồi làm phô nè. Mình ra chạy miếng miếng bầm bầm ướt vậy nè. Chỗ này em bóp được luôn á. Nhìn ăn, nhìn trong màn hình là đỡ nhất. Quăng quăng dùm bị trâu nha. Tháng biểu đau quá. Mình còn gầm cho nó.
Ngoài xong thì không hả? Mình phục hơn nữa. Ừ, đẹp nát rồi đó.